con của mẹ thủy chung đạo lý, thì sau này cao quý chi bằng. Ngọc ngà châu báu thượng thân cũng không so sánh cho bằng đạo tâm. Cơ bá đạo dễ lầm tà mỹ, nếu không trì đạo lý chánh truyền, trao dồi tâm y mạng căn nguyên dội nghe chẳng sẽ đạo hiền lầm mê. Khó đạt đạo trở về với mẫu, màn vô minh hữu lậu phủ đầy, muôn màu sắc tướng nhiễm say, dựng hình tiên Phật đổi thay khó lường. Cần thấu triệt con đường thiên lý, chữ không không ngữ trị tâm hồn, phép tài áo thực bàn môn thần thông biên qua mê hồn đắm say. Nó cũng giỏi biện tài đạo lý, nhân sự hành y chi khác xa. Con cần thấu triệt chánh tà trong thân ngũ tạng nghiệp ma ma lâu đời. Muốn tu tịnh chịu nhồi chịu khảo, tư tưởng lành giữ đạo nhất tâm. Rõ thông thấu triệt cõi lầm trong thân bộ pháp kiếm tầm đâu xa. Lè sắc tướng thân ta đừng nhiễm, dù mọi điều thúc liệp muốn ăn. Tạm dùng chẳng nghĩ sắc trần, tùy duyên quá độ nuôi thân tu hành. Nghĩ sự đạo đạt thành trước nhất, làm việc gì mẫu mực xét phân. Cho nên tin tưởng làm càng đỏ thân muộn kiếp nghiệp quán. Tình mẫu tử thương con mẹ dạy, chớ mê hồn tiêu hoại về sau. Sự phân lực định thiên tàu, mẹ mong nam nữ bước vào đường tu. Chớ để cho mây mù nghiệp chướng, làm mê hồn mang vướng cả dây. Lực hình
thương hay phạt chẳng sai đau lòng tình mẹ gái trai hàng tường. Con nào biết lo đường đạo đức, mẹ vui mừng túc trực bên con. Siêng năng lập đức bảo tồn cú nguy, nhân loại mê hồn trầm lưng. Biết phận sự con thần than thở, đạo muôn đời nhắc nhở danh tâm. Nhục vinh chẳng nghĩ mất, còn chỉ cần sứ mạng lo tròn mẹ ban. Dầu đạo pháp gian nan khổ cực, hay đắng cay nghiệp lực gào nhòi, một lời thể nguyện con ơi, thần minh chứng giám đất trời rõ thông. Chớ chán nản thay lòng đổi dạ, muốn đắc hành đạo quả phải hành. Trừng chuyên thử thách phù sanh, là đường tiên qua lực hành người tu. Chớ ỷ thế giận thù quan ghét, chí đại hồng học phép tà mi. Đức ân dạng sự khó bày, dầu cho lao khổ khá gì bản thân. Thương nhớ mẹ phải cần lo đạo, mới xứng danh con thảo rồng tiên. Đáp đền thất tổ cũ quyền, sanh thành phụ mẫu tại miền trần gian. Dù cảnh y tướng giàu sang khó sanh, Phật thánh tiên dùng tánh thảo hiền. Nghiệp đời dù có quan kiên, thành lòng tu niệm mẹ hiền giải quan. Cơ mái tạo sải sàng thật gấp, chớ chần chờ để lấp ba tấm linh. Trần đồ bát quái lược thành ngũ hành, dần chuyển nhân sinh điều tàn. Lòng mẹ đã rải ban chỉ dạy, nếu con nào còn cãi luật trời, chẳng lo tu niệm chiều mới, thì đừng trách mẹ dạy thời chẳng hương. Màn má quỳ còn đáng trà trộn, Phật thánh tiên lãnh lộn hồng trần.
để tùy duyên kiếp độ căn dễ gì gặp đạo chánh chân mạng này. Lực kinh Phật tỏ bài sao trước, đời lộn kiếp mực thước khó dò tự sanh. Thập loại nhỏ to đầu thai quả bao khó đo được lòng. Bất kể sự tổ tông đạo đức mang lớp người ngủ trượt tâm ma, hay làm những sự gian tà đâu còn kể đến ông bà tổ tiên. Cứ chỉ biết bạc tiền danh lợi rồi tung hoành gây tội chẳng cần, giết người cướp của muôn dân, bảo tàng độc ác khó phân nguyên phàm. Bởi sắc lệnh thiên hoàng ân xa ngã cũng là kỳ tráng quá nghiệp căn. Chuyện xây định luật phong thần khảo nhòi thưởng phạt kiếp ba căn đời còn. Sự chọn lựa hiếu trung kỳ chót, con khá lo bọn ngã mốt đức ân chớ ham mê. Sự hồng trần buộc ràng nghiệp quả kiếp căn đỏ đài, rồi gặp cảnh quả tai khó cứu, cần định tâm ấp ủ điển quan, nghiệm suy thấu triệt trần hoàng, trong cơ sàn sải lớp màng đau thương. Các con ngày cho tường căn kẻ ngơ, nếu không đau lòng mẹ tạo phần hòn, dưỡng nuôi ấp ủ bảo tồn linh quang. Từ con xuống trần gian lập hạnh đã bị ngủ đâu còn nhớ kiếp tiền căn của trên mẹ tạo thượng tầng tư vô. Mãi gây tạo cuộc đời nghiệp quá chịu lưng hồi dài cả không ngần. Con ơi lòng mẹ bâng khuâng, nhớ con trong đợi tìm phương cứu nàng, sợ đến ngày giáng màn đại hội rồi các con chịu tội vũ tòa. Công đồng tam giáo chẳng ta lực hình sửa trị khó mà an tâm. Bị xa đỏ trầm luân địa ngục, bại ức nhiên mới được đầu
lâm trần nghiệp quả trả dai cùng như mạc kiếp đời nay tận còn. Vì chỗ đó nên lòng tình mẹ chẳng nỡ để con trẻ lạc lầm chuyển cơ pháp điển quyền thân. Chỉ nguồn gốc cội để tầm căn xưa màn tam giáo lọc lừa đạo quả trên tâm thiên lục bá xuống trần bàn môn tả đạo dụ căn hại con của mẹ mê trần còn đâu. Nhất đến đây mẹ sầu linh tử mãi theo đời quên sự thân mân linh quan gốc tội tiền căn ngôi xưa phê bỏ nghiệp trần sự giai trả trần gian trong giờ tình thâm ân con nở phụ dâm chiếu theo lực đạo công đồng thì con bất hiếu khó mong bào tồn quên mất tánh chân hồn giá trị cứ mê lầm ma quỷ lợi danh sanh già bệnh tử hiểu rành mà sao con mãi đua tranh theo đời. Phế bỏ đạo quên lời mẹ dạy còn dọc cái bất tình nghe theo tà mỹ phạm tình suối con tiêu hoại hồn ngục tù để vào canh năm u đen tôi bao giờ thoát khỏi sông mê sanh y tâm ngu muội nặng nề biết đâu tranh pháp trở về thiên phu cớ ân xá tận cùng màn chót muốn nói chi ngôn ngữ chẳng kiên sau này đừng có trách phiền thần quan tả hữu y liền chẳng sai tâu thượng đế các ngài tam giáo chiếu lực hình sử đạo kỳ này long qua đại hội sầu mây đạo nào chánh pháp Như Lai chân truyền con của mẹ ráng thiền nhẫn nhọc rèn đức ân phổ hoa phục bể rồng tu là tu tâm tu lòng chớ đừng tu tướng mà hồng ít chi cơ đại hội kỳ thi đã tới lập đức ân thân y mới dừng
con một lòng vì mẹ sắc son, ráng lo hành đạo bảo toàn kiếp căn, đừng xa ngã bụi trần con nhé, để mà dương lũ quỷ dắt hồn xa vào trận địa bàn môn, háo danh trột lợi chẳng còn mãn thân. Mẹ thương con vì căn mẹ tạo nên, khai truyền lý đạo chân minh, đó là cố ngục thâm tình để làm mối đạo chân linh mật màu. Dầu ba đạo tâm thời con cần có lực hành trì, mặt đời thế sự thị phi, tu hành chẳng nể những gì khó khăn. Mẹ nhìn thấy dương trần nam nữ, mãi chứa lòng hung dữ ngang tàn. Quên căn mẫu tạo tiên ban xuống trần dục, lợi nghiệp quan chất trọng. Nở phụ bạc quên lòng từ mẫu, từ ngàn xưa mẹ tạo chân linh nắng con nên hình linh quang bát bổ trong mình dạng năng độ phép và báo phi đặng quyền diệu, để cho con tự liệu xuống trần lập công bồi đức tiền căn, giúp đời hậu thế lập thân đạo hiền, đi ngang qua đồng tiền giáo chủ Tây Bá Hầu chẳng hỏi giấy chào ý mình con mẹ thiên cao, chê ngài giải thú chẳng vào lễ nghi. Tội vô lễ ngài thì quán giận, rồi sau này khỏi phải trách hờn. Cuộc đời lắm nỗi thon doan, không nghe lời mẹ linh hồn đỏ xa. Cơ thưởng phạt kỳ ba đã rõ, lực thiên điều chẳng có gì phân. Dù con lành xứ mạng trời mà làm sai lực cũng thời trị răng, hoặc các bậc tăng học đạo hay quay quyền gây tạo tội trần cũng đều bị luật trị răng, tỳ theo nghiệp ba tội xử phân công bình. Lực tiếng quá vô hình đào thải a chớ mê đời ngu dại hững hờ.
chưa thấy làm ngơ, chừng khi qua tới có thời của nguy. Đời ngu muội biết gì còn mất sự trăm năm chưa chắc trường tồn. Biết tri thời giận mới khôn, gần như để chết chưa chôn chờ già. Mẹ thố hết bao lời châu ngọc, các con cần tu học nghiệm suy. Dù bao cay đắng xá khi, sợ lòng chẳng trọn những gì ân sâu. Hoàng cầu dân chuyển mái càng khôn, linh hiển cơ quan thất sơn bảo ngọc lậu vàng, là cơ lập hỏi minh hoàng sứ phân. Đến ngày đó linh căn tề tụ, phán truyền đầy đủ chẳng sai. Bao nhiêu dân sĩ nước ngoài cũng đều chầu phục trước ngay bệ rồng. Có tam giáo công đọc phân sự không quả tròn được giữ kim giai, bằng gây tội lỗi đỏ đại vào nơi ngục thất khổ thai sát hồn. Con người sự mất còn thành bại cũng do lòng khôn dại mà ra. Căn tiên đừng để làm ma, uổng công mẹ tạo sanh ra chân thần. Mai âm dương soi dần chuyển qua, lửa lọc căn nghiệp quả trưng viên. Ai thương bằng mẹ diêu trầy, lo con mọi sự kể gì khổ lao. Từ tạo hóa thiên cao trời đất, sắm muôn loài vạn vật hữu tình. Cơ may Phật mẫu truyền kinh cho con cõi thế giữ gìn đạo nhân. Trao bát bộ kinh luân tam bảo, túi vàng nắng chân đạo linh hồn. Cho con giữ lấy bảo tồn từ đời thượng cổ, còn đức ân nay đến lượt xây dần mạt pháp. Đời hạ quân tạo nghiệp dày đầy, là kỳ tiên quá đổi tay. Lập đời thanh lại thanh bình, nên lắm cuộc chiến chinh khói lửa, để sải sàng vội rửa tẩy trần. Tam kỳ mở hội lâm dân, chọn con trung hiếu nghĩa nhân phục hồi. Sự bao ứng
trời đã lâu, các con cần giác ngộ rõ thông, để khi lập hội công đồng tội tình gây tạo có mong sống còn. Dầu sông thác cho tròn nhân nghĩa, chớ đem lầm mãi nghĩa phụ dông. Tình thương kim mẫu đại đồng, quá thân dạng ước trần hồng linh căn, chuyển khắp cả hồng trần thế giới, ngày định kỳ sắp tới con ơi. Ráng tu cho kịp ngày giờ, rèn lòng xưa tâm nhớ lời mẫu khuyên, đừng ngu dại mê tiền ma quỷ, rồi sau này loạn trí điên cuồng. Quỷ ma nào có xót thương, mù mồ đổ kế gạt lường chúng sanh, nơi sơn thất sẵn dành châu ngọc, chờ các con tu học sửa lòng thanh bần, đừng tội gánh công ngày sau còn đạo phỉ lòng mượn thân. Nếu chẳng nghĩ xét phân cùng tốt, làm tay sai cho bọn quỷ ma, tạo gây ác nghiệp gian tà cho một kiếp sanh đi ra làm người. Lòng giả thú đổi đời tâm tánh, bất tin khi Phật thánh thần tiên, tội mang kiếp đỏ quỳnh tiền, muôn đời giam hãm xích xiềng trói thân. Con của mẹ tìm căn giác ngộ, thì phải cần hiểu rõ đỏ siêu, đừng nên loạn trí làm liều. Đời này ma quỷ rất nhiều lắm con, chúng ẩn hiện tam hồn dục mãi, xuôi làm điều khờ dại ngu si, chẳng cần tội lỗi dạy thầy, con không định tánh khó trì ngủ ma. Nó nhập phá hành xa căn kiếp ma, đề linh hồn mang nghiệp muôn đời, khó về gặp mẹ con ơi, muôn đời xa đỏ khó thời tĩnh tâm. Kỳ mạc pháp mẫu tầm linh tử, trao cẩm nang con giữ phụng hành, đừng vì quyền lợi đấu tranh, để làm mất tâm hạnh lành cao thâm. Giữ đức độ tâm thành vững chắc,
theo đời lạc lầm. Khổ lắm con ơi, chịu nhiều quả báo tất cả trời hành thân. Lập ý chí tinh thần dũng mạnh, đạo không phân chấp cành ngoại biên. Tùy thân hành sự trần miền, nơi nào cũng có Phật ơn thầy tổ con ghi tất dạ. Sự mặn chay tùy quả nghiệp căn, cần hành chân đạo tinh thần mới là bảo quý muôn phần ngày sau. Phá chấm y ngã muôn màu sắc tương, chọn tấm lòng định hướng chân thân. Hành trong tư tưởng thiện lành, cạo đầu để tóc chẳng thành sự chi. Kha thấu triệt vô vi nguồn cội, pha chấp không khô chấp ở nơi lòng. Một bầu vô cực hư không, âm dương phối hiệp thần thông diệu quyền. Đắc bộ pháp chân truyền kim mẫu, chiếu linh quang soi dẫn kiếp căn. Đoạn trừ nghiệp chướng hồng trần, siêu phàm nhập thánh phi thăng chân hồn. Ca con khá bảo toàn đạo lý khảo nhòi Phật tiên đâu rành. Con ơi còn lo độ qua thế khắp nơi khổ sầu, con nào rõ nhiễm màu tiên hoa. Cần chúng lo đạo cả đập xây phổ quá khai truyền nên công quả gì. Mẹ hiền thương ban giàu thử thất gian nan, chớ để giữ một lòng chớ để lạc phai. Đạo phải gặp ba đắng cay mới là biết được lòng ai trung thành. Cố lập chí thực hành tâm đạo thì rõ thông tam giáo diệu quyền. Đừng nên mượn đạo Phật tiên để tạo danh lợi tư riêng tội tình. Kỳ mạc phá thiên đành ân xá là nhiệm kỳ đạo quả sắc ban. Chuyển cơ phó độ trần hoàng cũng là lực trị sai sàng hạ quân. Đời với đạo mẹ còn soi chuyện, mong con trần thể hiện đạo chân cho tình con mẹ vuông tròn. Lập cơ thánh y đức bảo toàn mang căn. Ngày đại hội long dân có mặt mới nhân hiền sự thật căn tiên. Tham chi vật chất bạc tiền của đời ma quỷ đảo điên tinh thần.
mất đức hạnh tiền khăn ngọc quý ăn chạy theo đời ma quỷ loạn cuồng ở ăn bất kể kỹ thương gian tà xảo quyệt lâm đường nạn tai mang một kiếp trần ai đâu dễ lực thiên đình đâu để lăn loạn trị phường hung bạo dọc ngang trước sau cũng rõ lớp màn này đây dù ân ý tâm rài thăm độc bị lỗi quyền đâm thọc hại nhau có trên bắt đầu nam tàu xét soi thấu triệt trước sau lòng người sẽ tỳ nghiệp luật trời bao ứng kiến nghiệp đài xây dựng trần gian rõ tâm mọi sự hành tàn trong tâm tội phước hai đàn phân minh con sẽ thấy phủ tình tận mắt mới hãng tường tiên Phật diệu quyền khó mong thoát khỏi lực khuyên con cần tin tưởng lời truyền mẹ ban rèn trí huệ đạo vàng chờ đến nước ta tới trơn có giò nhảy đại mất hồn xác thân như bị sóng dồn ngoài khơi khó cứu mạng cuộc đời căn kiếp vì tạo gây tội nghiệp dẫy đầy mẹ nào có bỏ gái trai tại con cải luật làm sai chớ phiền cuộc biến tiên trần miền náo động ma mái quyền di mở rộng năm châu minh dương ngự chốn nam lầu sử người bội nghĩa gieo sầu tóc tan cớ tiễn lỡ hành tàn nam nữ rò thiên điều phận sự gắn lo qua sông nhờ có thiện đò linh hồn nhờ đảo thoát từ bờ sông mê chớ dội chấp khinh chê ngàn phải xét suy tội phước trong lòng đạo màu trí huệ mở thông mới là hiểu được trong lòng Phật ma con may khá tầm ra chân lý Phật nơi tâm ngự trị chẳng xa quan thông chánh làm điên đảo tinh thần lý trí đầu đỏ tường thâu lý đỏ siêu hoặc là hiểu thâu rất nhiều vẫn còn bị nghiệp đủ điều dây quanh khiến dục mãi lợi danh mộng tưởng cùng sắc màu mơ ước luôn luôn con ơi các sự tình thương đều là mộng ảo vô thường khổ đau nó sai khiến đi
vào tội lỗi, cho linh hồn quên cõi quên nguồn, khó về gặp mẹ tòa chương. Ngàn năm xa đò vào đường si mê, nay có mẹ đạo rài khai mở, cùng là kỳ xa tội tử linh. Cha con mau kiếp đăng trần kịp màn đại hội thiên đình thượng ban. Một kỳ chót mẫu hoàng chính trình, con bất tuân mạng lệnh chớ phiền. Đến ngày tam giáo quy nguyên, công đồng phân xử con hiền chớ than. Bao nhiêu sự lời vàng tiếng ngọc, mơ là tình thương bảo bọc linh hồn. Hai đường siêu đỏ dài khôn, con cần chọn lấy bảo tồn hậu lai. Khá trắc nghiệm đường ngay đều tránh, kẻo mê lầm giả hạnh quỷ dương. Mượn màu sắc tướng phô trương, mà lòng dạ chúng khôn lường hiểm sâu. Dụng kế đủ ngõ hầu tranh đạo, của Phật tiên khai đạo vô vi. Chẳng lòng thiện niệm từ bi, giữ tâm đạo đức thực thi bảo tàng. Nhìn đất ca nước vàng sáng, con rõ để thức thời giác ngộ công phu. Ham mê danh lợi dòng dù rồi thân phải chịu ngục tù đỏ sang. Màn tiếng lỡ xảy sàn đâu dễ, Phật thánh tiên còn phổ tế đâu yên. Huống chi linh tử trần mềm, mà rồi an phận bạc tiền hướng thân. Khá thực hiện tứ ân trọng đại, để sau này trở lại ngôi xưa. Chớ tham danh vọng mắt lừa, của loài ma quỷ lắm thừa kế mưu. Thành tây ngõ tới mùi con rò, sự còn sáng tỏ Phật tiên kiếm ngôn. Linh mẹ chỉ truyền khải tông tam giao cơ quyền cho con. Rõ căn tội mốt bòn công đức, ráng thi hành đại lực trung kiên. Dù cho lắm sự cạo phiền, quỷ ma gây rối đau hiền chẳng lơi. Sẽ có mẹ Phật trời tiếp độ, gương hy sinh Phật tổ đại hùng. Ma dương tài phép hành công, cũng không thân đức đại hùng thanh cao. Ráng thức tình cao dòi tâm tâm, thì nghiệp trần mới rành con ơi. Giang lao khổ
phàm tánh tư riêng bản ngã, giữ tâm hồn cao cả mới ngoan. Đời này lắm sự dọc ngang, là đời ma quỷ khắp tràn hải căn. Cha con ráng tinh thần định tĩnh, sớm tạo trừ ma bệnh ai si. Chạy theo thế tục ít gì càng thêm gây tội khổ uy linh hồn. Đời dai trả chẳng còn tánh mạng, cũng xảy ra tai nạn kinh hoàng. Cũng vì quyền lợi giàu sang, mà khi dễ đạo quả mang bên mình. Sự quá nghiệp hồn linh tùy kiếp, của mỗi căn duyên nghiệp khác nhau. Chưa thông suốt lý thiên tàu, thì đừng vội chấp lẫn nhau mỗi phần. Con nào cũng nghiệp trần tội lỗi, từ lâu đời sao khỏi trái ngang. Đến nay công nghiệp một màn, đặng mà trả quả trần hoàng cho xong. Cho nên mới vợ chồng thay đổi, hoặc cha con chửi bới gia đình, hoặc vì danh lợi muốn sinh. Anh em bạn hộ mất tình nghĩa nhân, chẳng còn biết tiền căn ruột thịt. Còn một mẹ lãnh lệnh cũ trùng, xuống trần mê mỗi bất thông. Ngủ ma nhập thể nên lòng đổi thay, gây chia rẽ tài tranh chấp, tạo hận thù quả lấp tình thương. Đó là bị nghiệp ma dương, nhiều đời nhiều kiếp tạo đường trần duyên. Nay mẫu chuyển căn nguyên hội hiệp, ban đạo lành giải nghiệp quan khiên. Các con nhớ lại căn tiền, cùng nhau trở lại mối duyên căn xưa. Đừng để căn mắt lừa ma quỷ, nhập tâm mê chẳng nghĩ cội nguồn. Con nào cải lĩnh bất tuân, thì sao đừng trách cũ trùng xử phân. Giữ kim khuyết tội trời tam giáo, hỏi tam thanh điểm đạo linh căn. Long trì bố ngọc tứ ân, hoa sen mua nở mừng căn thiện lành. Kỳ tiếng lửa thực hành mới quy, ba lần khai mở lý tam thiên. Con ơi nghe mẹ chỉ truyền, ráng lo tu niệm khỏi phiền về sau. Lòng tự đắc tự cao, dẹp bỏ đường công danh hiệp đó rồi tan. Còn chi mà dội mơ màng, cơ trời bao ân hành tàn kiếp. Con của mẹ thủy chung đạo lý, thì sao này cao quý chi bằng. Ngọc ngà
châu báu thượng thân cũng không so sánh cho bằng đạo tâm. Cơ bá đạo dễ lầm tà mỹ, nếu không trì đạo lý chánh truyền, cao dòi tánh y mạng căn nguyên dòi nghe chẳng sẽ đạo hiền lầm mê. Khó đạt đạo trở về giới mẫu, màn vô minh hữu lậu phủ đầy, muôn màu sắc tướng nhiễm say, dựng hình tiên Phật đổi thay khó lường. Cần thấu triệt con đường thiên lý, chữ không không ngữ trị tâm hồn, phép tài áo thực bàn môn thần thông biên qua mê hồn đắm say. Nó cũng giỏi biện tài đạo lý, nhân sự hành y chi khác xa. Con cần thấu triệt chánh tà trong thân ngũ tạng nghiệp ma ma lâu đời. Muốn tu hòa tình chịu nhồi chịu khảo, tư tưởng lành giữ đạo nhất tâm, rõ thông thấu triệt cõi lầm trong thân bộ pháp kiếm tầm đâu xa. Lè sắc tướng thân ta đừng nhiễm, dù mọi điều thúc liệt muốn ăn, tạm dùng chẳng nghĩ sắc trần, tùy duyên quá độ nuôi thân tu hành. Nghĩ sự đạo đạt thành trước nhất, làm việc gì mẫu mực xét phân, chớ nên tin tưởng làm càng đỏ thân uổng kiếp nghiệp quán. Tình mẫu tử thương con mẹ dạy, chớ mê hồn tiêu hoại về sau. Sự phân lực định thiên tàu, mẹ mong nam nữ bước vào đường tu, chớ để cho mây mù nghiệp chướng làm mê hồn mang vướng trả dai. Lực hình thướng y phạt chẳng sai, đau lòng tình mẹ gái trai hàng. Con nào biết lo đường đạo
siêng năng lập đức bảo tồn cứu nguy nhân loại mê hồn trầm lưng biết phận sự con thần than thở đạo muôn đời nhắc nhở danh tâm nhục dinh chẳng nghĩ mất còn chỉ cần sứ mạng lo tròn mẹ ban dầu đạo pháp gian nan khổ cực hay đắng cay nghiệp lực gào nhòi một lời thể nguyện con ơi thần minh chứng giám đất trời rõ thông chớ chán nản thay lòng đổi già muốn đắc thành đạo quả phải hành trừng chuyên thử thách phù sanh là đường tiên qua lực hành người tu chớ ỷ thế giận thù quan ghét chí đại hồng học phép tà mi đức ân dạng sự khó bày dầu cho lao khổ khá gì bản thân thương nhớ mẹ phải cần lo đạo con thảo rồng tiên đáp đền thất tổ cũ quyền sanh thành phụ mẫu tại miền trần gian dù khánh y tướng giàu sang khó sanh thảo hiền nghiệp đời dù có quán kiên thành lòng tu niệm mẹ hiền giải quan cơ mái tạo sải sàn thật gấp chớ chần chờ để lấp ba tấm linh trần đồ bát quái lược thành ngũ hành dần chuyển nhân sinh điều tàn lòng mẹ đã rải ban chỉ dài nếu con nào còn cãi luật trời chẳng lo tu niệm chiều mới thì đừng trách mẹ dậy thời chẳng màng má quỳ còn đáng cà trọn Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần để tùy duyên kiếp độ căn dễ gì gặp đạo chánh chân mạng này lực kinh Phật tỏ bài sao trước đời lộn kiếp mực thước có
tử sanh, thập loại nhỏ to đầu thai quả bao khó đo được lòng. Bất kể sự tổ tông đạo đức mang lớp người ngủ trượt tâm ma, hay làm những sự gian tà đâu còn kể đến ông bà tổ tiên. Cứ chỉ biết bạc tiền danh lợi rồi tung hoành gây tội chẳng cần, giết người cướp của muôn dân, bảo tàng độc ác khó phân nguyên phàm. Bởi sắc lệnh thiên hoàng ân xa ngã ngã, cũng là kề trả quả nghiệp căn. Chuyện xây định luật phong thần, khảo nhòi thưởng phạt tiếp ba căn đời con. Sự chọn lựa hiếu trung kỳ chót, con khá lo bọn ngã mốt đức ân chớ ham mê. Sự hồng trần buộc ràng nghiệp quả kiếp căn đỏ đài, rồi gặp cảnh quả tai khó cứu, cần định tâm ấp ủ điển quan, nghiệm suy thấu triệt trần hoàng, trong cơ sàn sải lớp màng đau thương. Các con ngày cho tường căn kẻ ngơ ngơ, nếu không đau lòng mẹ tạo phần hòn, dưỡng nuôi ấp ủ bảo tồn linh quang. Từ con xuống trần gian lập hạnh, bị ngủ đâu còn nhớ kiếp tiền căn của trên mẹ tạo thượng tầng hư vô. Mãi gây tạo cuộc đời nghiệp quá, chịu lưng hồi dài cả con ơi. Lòng mẹ bâng khuâng nhớ con trong đợi tìm phương cứu nàng, sợ đến ngày giáng màn đại hội rồi các con chịu tội bủ tòa. Công đồng tam giáo chẳng ba lực hình sửa trị khó mà an tâm, bị xa đỏ trầm luân địa ngục bại ức niên mới được đầu tay. Lâm trần nghiệp quả trả dai, cùng như mạc kiếp đời nay tận cùng. Vì chỗ đó nên lòng tình mẹ chẳng nỡ
triển cơ pháp điển quyền thân, chỉ nguồn gốc cội để tầm căn xưa. Màn tam giáo lọc lừa đạo quả, trên tâm thiên lục bá xuống trần, bàn môn tả đạo dụ căn, hại con của mẹ mê trần còn đâu. Nhất đến đây mẹ sầu linh tử, mãi theo đời quên sự thâm măng. Linh quang gốc tội tiền căn, ngôi xưa phê bỏ nghiệp trần đeo mang. Sự giai trả trần gian trong giờ, tình thâm ân con nở phụ dông. Chiếu theo lực đạo công đồng, thì con bất hiếu khó mong bảo toàn. Quên mất tánh chân hồn giá trị, cứ mê lầm ma quỷ lợi danh. Sanh già bệnh tử hiểu rành, mà sao con mãi đua tranh theo đời. Phải bỏ đạo quên lời mẹ dạy, còn dọc ngang tranh cãi bất tình. Nghe theo tà mỹ phạm tình, xuôi con tiêu hoại hồn lĩnh ngục tù. Để vào canh năm u đen tôi, biết bao giờ thoát khỏi sông mê. Sanh y tâm ngu muội nặng nề, biết đâu tranh pháp trở về thiên. Cớ ân xá tận cùng màn chót, muốn nói chi ngôn ngữ chẳng kiên. Sau này đừng có trách phiền thần quan tả hữu y liền chẳng sai. Tâu Thượng Đế các ngài tam giáo, chiếu lực hình sử đạo kỳ này. Long qua đại hội sồng mây, đạo nào chánh pháp Như Lai chân truyền. Con của mẹ ráng thiền nhẫn nhọc, phục bệ rồng tu là tu tâm tu lòng, chớ đừng tu tướng mà hồng ích chi. Cơ đại hội kỳ thi đã tới, lập đức ân thân y mới dừng. Còn một lòng vì mẹ sắc son, ráng lo hành đạo bảo toàn kiếp căn. Đừng xa ngã bụi trần con nhé, để mà dương lũ quỷ dắt họ.
xa vào trận địa bàn môn, háo danh trọc lợi chẳng còn mãn thân. Mẹ thương con vì căn mẹ tạo nên khai truyền lý đạo chân minh, đó là cô nục thâm tình để lầm nói đạo chân linh mật màu. Dầu ba đạo tâm thời còn cần rõ lực hành trì, mặt đời thế sự thị phi, tu hành chẳng nể những gì khó khăn. Mẹ nhìn thấy dương trần nam nữ, mãi chứa lòng hung dữ ngang tàn. Quên căn mẫu tạo tiên ban xuống trần dục lợi nghiệp quan chất trọng. Nở phụ bạc quên lòng từ mẫu, từ ngàn xưa mẹ tạo chân linh nắng con nên hình linh quang bát bổ trong mình dạng năng độ phép ba báo phi đằng quyền diệu để cho con tự liệu xuống trần lập công bồi đức tiền đời hậu thế lập thân đạo hiền. Đi ngang qua đồng tiền giáo chủ Tây Bá Hầu chẳng hỏi giấy chào ý mình con mẹ thiên cao. Chê ngài dạy thú chẳng vào lễ nghi, tội vô lễ ngài thì quán giận, rồi sau này khỏi phải trách hờn. Cuộc đời lắm nỗi thoang doan, không nghe lời mẹ linh hồn đỏ xa. Cơ thưởng phạt kỳ ba đã rõ, lực thiên điều chẳng có gì phân. Dù con lành xứ mạng trời mà làm sai lực cũng thời trị răng, hoặc các bậc tăng học đạo hay quay quyền gây tạo tội trần cũng đều bị luật trị răng tỳ theo nghiệp ba tội xử phân công bình. Lực tiếng quá vô hình đào thải a chớ mê đời ngu dại hững hờ. Bây giờ chưa thấy làm ngơ, chừng khi quả tới có thời cố nguy. Đời ngu mỗi biết gì còn sự trăm năm chưa chắc trường tồn. Biết
tri thời giận mới khôn gần như để chết chưa chôn chờ già. Mẹ thấu hết bao lời Châu Ngọc, các con cần tu học nghiệm suy, dù bao cay đắng xá chi, sợ lòng chẳng trọn những gì ân sâu. Khắp thế giới hoàn cầu dân chuyển, mãi càng khôn linh hiện cơ quan, thất sơn bảo ngọc lậu vàng là cơ lập hỏi minh hoàng sư phân. Đến ngày đó linh căn tề tụ, nghe phán truyền đầy đủ chẳng sai. Bao nhiêu văn sĩ nước ngoài cũng đều chầu phục trước ngay bệ rồng, có tam giáo công đọc phân sự không quả tròn được giữ kim giai, bằng gây tội lỗi đỏ đại vào nơi ngục thất khổ thai sát hồn. Con người sự mất còn thành bại cũng do lòng khôn dại mà ra, căn tiên đừng để làm ma, uổng công mẹ tạo sanh ra chân thần. Mai âm dương soi dần chuyển qua, lựa lọc căn nghiệp quả trưng chiên, ai thương bằng mẹ diêu trầy, lo con mọi sự kể gì khổ lao. Từ tạo qua thiên cao trời đất, xanh muôn loài vạn vật hữu tình, cơ mai Phật mẫu truyền kinh, cho con cõi thế giữ gìn đạo nhân, trao bát bộ kinh luân tam bảo, túi vàng nắng chân đạo linh hồn, cho con giữ lấy bảo tồn tự đời thượng cổ vuông tròn đức ân. Nay đến lượt xây dần mạc pháp, đời hạ quân tạo nghiệp dày đầy, là kỳ tiên quá đổi tay, đời thanh đức thượng lai thanh bình, nên lắm cuộc chiến chinh khói lửa để sải sàng mỗi rửa tẩy trần. Tam kỳ mở hội lâm dân, chọn con trung hiếu nghĩa nhân phục hồi. Sự báo ứng cơ trời đã lâu, các con cần giác ngộ rõ thông, để khi lập hội công đồng tội tình gây tạo có mong sống còn.
dầu sông thác cho tròn nhân nghĩa, chớ đem lòng mãi nghĩa phụ dòng. Tình thương kim mẫu đại đồng, quá thân dạng ước trần hồng linh căn, chuyển khắp cả hồng trần thế giới, ngày định kỳ sắp tới con ơi. Ráng tu cho kịp ngày giờ, rèn lòng xưa tâm nhớ lời mẫu khuyên, đừng ngu dại mê tiền ma quỷ, rồi sau này loạn trí điên cuồng. Quỷ ma nào có xót thương, mù mồ đổ kế gạt lường chúng sanh, nơi sơn thất sẵn dành châu ngọc, chờ các con tu học sửa lòng thanh bần, đừng tội gắn công ngày sau trọn đạo phỉ lòng mượn thân. Nếu chẳng ngày xét phân cùng tóc, làm tay sai cho bọn quỷ ma, tạo gây ác nghiệp gian tà ổn cho một kiếp sanh đi ra làm người. Lòng giả thú đổi đời tâm tánh, bất tin khi Phật thánh thần tiên, tội mang kiếp đỏ quỳnh tiền, muôn đời giam hãm xích xiềng trói thân. Con của mẹ tìm căn giác ngộ, thì phải cần hiểu rõ đỏ siêu, đừng nên loạn trí làm liều. Đời này ma quỷ rất nhiều lắm con, chúng ăn hiện tam hồn dục mãi xuôi, làm điều khờ dại ngu si, chẳng cần tội lỗi dày thầy, con không định tâm khó trì ngủ ma. Nó nhập phá hành xa căn kiếp ma đề, linh hồn mang nghiệp muôn đời, khó về gặp mẹ con ơi, muôn đời xa đỏ khó thời tĩnh tâm. Kỳ mạc pháp mẫu tầm linh tử, trao cẩm nang con giữ phụng hành, đừng vì quyền lợi đấu tranh, để làm mất tâm hạnh lành cao thâm. Giữ đức độ tâm thành vững chắc, chớ để cho chúng dắt theo đời lạc lầm, khổ lắm con ơi, chịu nhiều quả báo đức trời hành thân. Lập ý chí tinh thần dũng mạnh,
sở trần miền nơi nào cũng có Phật tiên hộ trì. Ơn thầy tổ con ghi tất dạ, sự mặn chay tùy quả nghiệp căn, cần hành chân đạo tinh thần mới là bảo quý muôn phần ngày sau. Phá chấm mê ngã muôn màu sắc tương, trọn tâm lòng định hướng chân thân, hành trong tư tưởng thiện lành, cạo đầu để tóc chẳng thành sự chi, kha thấu triệt vô vi nguồn cội, pha chấp không khô chấp ở nơi lòng, một bầu vô cực hư không, âm dương phối hiệp thần thông diệu quyền. Đắc bộ pháp chân truyền kim mẫu, chiếu linh quang soi dẫn kiếp căn, đoạn trừ nghiệp chướng hồng trần, siêu phàm nhập thánh phi thăng chân hồn. Ca con khá bảo toàn căn gì, mang kỳ thi đạo lý khảo nhòi, Phật tiên đâu rành con ơi, còn lo độ qua thế khắp nơi khổ sầu. Con nào rõ nhiễm màu tiên hoa, cần chúng lo đạo cả mẫu hiền. Tập xây phổ quá khai giàu thử thách gian nan, chớ để giữ một lòng, chớ để lạc phai đạo màu, phải gặp đắng cay mới là biết được lòng ai trung thành. Cố lập chí thực hành tâm đạo thì rõ thông tam giáo diệu quyền, đừng nên mượn đạo Phật tiên để tạo danh lợi tư riêng tội tình. Kỳ mạc phá thiên đành ân sáng, là nhiệm kỳ đạo quả sắc ban, chuyển cơ phó độ trần hoàng, cũng là lực trị sai sàng hạ quân. Đời giới đạo mẹ còn soi chuyện, mong con trần thể hiện đạo chân cho tình con mẹ vuông tròn, lập cơ thánh y đức bảo tồn mang căn. Ngày đại hội long dân có mặt, mới nhân hiện sự thật căn tiên, tham chi vật chất bạc tiền của đời ma quỷ đảo điên tinh thần. Mất đức hạnh tiền căn ngọc quý, chạy theo đời ma quỷ loạn cuồng, ở ăn bất kể kỹ cương gian, tà xảo quyệt lâm đường nạn tay, mang một kiếp trần ai đâu dễ, lực thiên đình đâu để lăn loạn,
Trị phường hung bạo dọc ngang, trước sau cũng rõ lớp màn này đấy. Dù ân ý tâm rài thăm độc, bị lỗi quyền đâm thọc hại nhau, có trên bắt đầu nam tàu xét soi thấu triệt trước sau lòng người, sẽ tì nghiệp luật trời bao ứng, kiến nghiệp đài xây dựng trần gian. Rõ tâm mọi sự hành tàn, trong tâm tội phước hai đàn phân minh. Con sẽ thấy hữu tình tận mắt, mới hãng tường tiên Phật diệu quyền. Khó mong thoát khỏi lực khuyên, con cần tin tưởng lời truyền mẹ ban. Rèn trí huệ đạo vàng tiên bước, đừng để chờ đến nước ta tới trơn, có giò nhảy đại mất hồn, xa thần như bị sóng dồn ngoài khơi. Khó cứu mạng cuộc đời căng kiếp, vì tạo gây tội nghiệp dẫy đầy. Mẹ nào khó bỏ gái trai, tại con cải luật làm sai chớ phiền. Cuộc biến tiên trần miền náo động, mái quyền di mở rộng năm châu, minh dương ngự đầu, sử người bội nghĩa gieo sầu tóc tan. Cớ tiễn lỡ hành tàn nam nữ, rò thiên điều phận sự gắn lo, qua sông nhờ có thiện đò, linh hồn nhờ đạo thoát cơ bờ sông mê. Chớ dội chấp khinh chê ngàn bước, phải xét suy tội phước trong lòng. Đạo màu trí huệ mở thông, mới là hiểu được trong lòng Phật ma. Con may khá tầm ra chân lý, Phật nơi tâm ngự trị chẳng xa. Quan thông chánh triệt chánh tà, sao căn mê muội gây ra nghiệp trần, làm điên đảo tinh thần lý trí. Đầu hoặc là hiểu thấu qua rất nhiều, vẫn còn bị nghiệp đủ điều dây quanh, khiến dục mãi lợi danh mộng tưởng, cùng sắc màu mơ ước luôn luôn. Con ơi các sự tình thương, đều là mộng ảo vô thường khổ đau. Nó sai khiến đi vào tội lỗi, cho linh hồn quên cõi quên nguồn, khó về gặp mẹ tòa chương. Ngàn năm xa đò vào đường si mê, nay có mẹ đạo cũng là kỳ xa tội tử linh. Cha có
còn màu kiếp ba đăng trần kịp màn đại mọi thiên đình thưởng ban. Một kỳ chót mẫu hoàng chính trình, con bất tuân mạng lệnh chớ phiền. Đến ngày tam giáo quy nguyên, công đồng phân xử con hiền chớ than. Đường siêu đỏ dài khôn, con cần chọn lấy bảo tồn hậu lai. Khá trắc nghiệm đường ngay đều tránh, kẻo mê lầm giả hạnh quỷ dương. Mượn màu sắc tướng phô trương, mà lòng dạ chúng khôn lường hiểm sâu. Dụng kế đủ ngõ hầu tranh đạo, của Phật tiên khai đạo vô vi. Chẳng lòng thiện niệm từ bi, giữ tâm đạo đức thực thi bảo tàng. Nhìn đất cả nước vàng sáng, con rõ để thức thời giác ngộ công phu. Tham mê danh lợi dòng vô rồi thân phải chịu ngục tù đỏ sang. Màn tiếng lửa xảy sàn đâu dễ Phật thánh tiền, còn phổ tế đâu yên. Huống chi linh tử trần mềm, mà rồi an phận bạc tiền hướng thân. Khá thực hiện tứ ân trọng đại, để sau này trở lại ngôi xưa. Chớ tham danh vọng mắt lừa, của loài ma quỷ lắm thừa kế mưu. Thành tây ngõ tới mùi con rò, sự còn sáng tỏ Phật tiên kiếm ngôn. Linh mẹ chỉ truyền khải thông tam giao cơ quyền cho con. Rõ căn tội mốt bòn công đức, ráng thi hành đại lực trung kiên. Dù cho lắm sự cạo phiền, quỷ ma gây rối đau hiền chẳng lơi. Sẽ có mẹ Phật trời tiếp độ, gương hy sinh Phật tổ đại hùng. Ma dương tài phép hành công, cũng không thân đức đại hùng thanh cao. Ráng thức tình trao dòi tâm tâm, thì nghiệp trần mới rành con ơi. Gian lao khổ cực nhã nhòi, mà không đáng chi mới thời con tim. Dẹp phàm tánh tư riêng bản ngã, giữ tâm hồn cao cả mới ngoan. Đời này lắm sự dọc ngang, là đời ma quỷ khắp tràn hải căn. Cả con ráng tinh thần định tĩnh, sớm tạo trừ ma
độc ích gì càng thêm gây tội khổ uy linh hồn. Đời dai trả chẳng còn tánh mạng, cũng xảy ra tai nạn kinh hoàng, cũng vì quyền lợi giàu sang mà khi dễ đạo quả mang bên mình. Sự quá nghiệp hồn linh tùy kiếp, của mỗi căn duyên nghiệp khác nhau, chưa thông suốt lý thiên tàu thì đừng dội chấp lẫn nhau mỗi phần. Con nào cũng nghiệp trần tội lỗi, từ lâu đời sao khỏi trái ngang, đến nay công nghiệp một màn, đặng mà trả quả trần hoàng cho xong. Cho nên mới vợ chồng thay đổi, hoặc cha con chửi bới gia đình, hoặc vì danh lợi muốn sinh, anh em bạn hữu mất tình nghĩa nhân, chẳng còn biết tiền căn ruột thịt, còn một ba mẹ lãnh lệnh cũ trùng, sướng trần mê mỗi bất thông, ngủ ma nhập thể nên lòng đổi thay, gây chia rẽ tài tranh chấp, ma tạo hình thù quả lấp tình thương, đó là bị nghiệp ma dương, nhiều đời nhiều kiếp tạo đường trần duyên. Nay mẫu chuyển căn nguyên hội hiệp, ban đạo lành giải nghiệp quan khiên, các con nhớ lại căn tiền, cùng nhau trở lại mối duyên căn xưa. Đừng để căn mắt lừa ma quỷ, nhập tâm mê chẳng nghĩ cội nguồn. Con nào cải lĩnh bất tuân, thì sao đừng trách cũ trùng xử thân. Mẹ vẫn cản tiền căn cõi rề, cấm nang thơ con đầy đủ về ngay phúc chầu. Thoát nghiệp chướng ngu sầu đầy tội lắm, ta liền tội quả trần duyên, thưởng công đạo quả trần miền, công đồng tam giáo ban truyền đức ân, có Phật dương cầm cân công lý, đại phong thần sách chỉ thứ ban, lập cơn thánh đức minh hoàng, giang sang thạnh trị đạo vàng chứng minh. Mẹ mong đợi con đừng bê trễ, lực sải sàn chẳng dễ đâu con. Ngày qua tháng lụng mỏi mòn, năm dài cũng tới thất sơn hội trời. Con nào biết nhớ lời mẫu dặn, thì sau này mới đặng bảo toàn. Con nào nghịch mạng dọc ngang, mẫu thương lực trị ngỡ ngàn tình thâm. Tạm dứt điển đạo tâm chân lý, mẹ chúc con xét kỹ sửa mình. Ơn dài tạo quá chân linh, một kỳ trọng đại lực hình chuyển xây. Đạo trung hiếu tạo ngay ghi nhớ, làm cho tròn phận tớ thầy ban, đến cơn bác ở loạn lọc lường, con nhờ đạo đức tam thừa thoát nguy, cẩm nang thơ diêu trì kim
linh ấy tâm lô dâu cơ quyền mẹ hội thượng cảnh cung tiên chúc con nam nữ đạo hiền đất thông họ nguyện tỉnh dậy đi con để mẹ mượn bút hàng quyên đôi lời cú trần gấp lắm con ơi dù ai ở đàm tiếu con thời chấp